Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hiện tại là mình đã nghỉ hè rồi và mình đã nghỉ hè được 2 tuần. Vì sao mà nghỉ hè 2 tuần rồi mà bây giờ mới ra clip cho các bạn xem? Tại vì 2 tuần đó mình đi về nhà ngoại của mình chơi và hầu như là mình toàn ở nhà không luôn, mình không có đi đâu hết trơn á, tại vì chị mình đi học rồi cho nên là không có đi chơi với mình hết. Và hiện tại mình có về Long Xuyên để sắp tới mình sẽ đi lấy bằng và mình sẽ gặp lại mấy bạn của mình luôn. Không nhà là mình về đây mình đi chơi, đi uống cà phê đồ đấy các bạn. Chung là bây giờ thi xong rồi, ai cũng khỏe và ai cũng có thời gian hết. Và các bạn có thấy cái gì mới mới không? Đây, cái này là máy ghi âm mà mình mới sắm nè. Không, hình như là mình sắm lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có dịp quay cho các bạn xem á. Và đây là cách mình kết nối nè. Mình mua em nó trên Shopee nha, tại vì mình thấy cũng khá là nhiều người xài và mình cảm thấy nó đơn giản, sử dụng cực kỳ luôn mà nó lại tốt nữa. Đây nè, sắp tới thì nếu có thể quay á, quay ra ngoài đường thì nó sẽ giảm bớt tiếng ồn xung quanh cho mình dễ quay và dễ nói chuyện với các bạn hơn. Đó là tôi đang đầu tư cho sự nghiệp quay phim của tôi đó chị. Nó rất là nhỏ gọn luôn. Và khi mà mình nhận về á là nó được đựng trong cái hộp như thế này nè. Lúc đầu là còn gói thêm một cái thùng rất là chắc chắn nữa, do là mình inbox lâu rồi á cho nên là mình để đó đâu mất tiêu rồi. Trong đây thì nó gồm một cái bọc như thế này và một cái hộp đựng, và nó rất là gọn luôn. Cái này mình đem đi xa cũng được không á? Thì trong đây nó tới hai cái đồ gắn lên áo lận. Đây. Nhìn nó dễ thương cực kỳ luôn á. Nó có cỡ, hình như là nó có 4 màu, màu trắng, màu đen, màu tím. Mình chọn màu trắng thì màu trắng mình thấy nó basic, nó đơn giản. Đơn giản, mình thích sự đơn giản. Và ở dưới nắp hộp nó còn có cục sạc nữa các bạn ơi. Chưa bao giờ mà mình thấy không, coi phim mà nó tiện lợi như vậy luôn á. Đây nè, đây, chưa mở ra luôn là mình chưa có sạc luôn á. Tại vì mình mới quay đây rồi. Một tí nữa mình sẽ đi ăn với em của mình. Nhưng mà mình đi ăn thì chắc là mình sẽ không đem này ra ngoài nha, tại vì mình không có nói chuyện ở bên ngoài nhiều á. Nói chung là mình mua cái này từ những trường hợp khẩn cấp thôi, chứ thật ra mà vừa quay vừa nói chuyện bên ngoài thì mình cũng còn hơi hướng nội một xíu. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ quay với em, sẽ sử dụng em này nhiều hơn trong các clip của mình luôn. Make up xong rồi, bây giờ tôi sẽ xịt một miếng dầu thơm nha. Cái này ra đồ là phải thơm các bạn. Là hôm nay nó hơi bị ngọt luôn. Okay, nữa. Okay, chưa đến xong. Ôi, tôi ngồi nửa tiếng tôi make up, bây giờ nó dẫn tôi đi ăn miếng cá mọi người ơi. Sao nhìn con mắt mình nó lé lé sao đâu. Cô ấy spa mình đang kem cho mọi người, mình sẽ kêu hết cái menu luôn. Kem của mình chết chớ vậy.
và tụi mình đang có mặt tại nhà của Việt Ngon. Việt Anh và Việt Ngon. Kiệt em nè mọi người. Đây là Kiệt Anh. Cái mũ của Việt mắt này chả ăn dơ vậy. Đây là Kiệt em nè. Kiệt em với Kiệt Anh giống giống nhau chỗ cái lũ mũi. Đó, Kiệt Anh à. Bị sợ tụi bay thiệt sự là sợ luôn á. Sợ đổ quá. Quay mà tao sợ bị dính lắm luôn á. Nè đó đó đó. Đưa ánh mắt chưa? Ôi bị sợ thì có. Kẻ chủ mưu nè mọi người. Cái con mắt lát. Tình trạng của đứa trẻ nào? Có sao đâu. Ồ, chứ mọi người. Trời ơi, trời ơi, trời ồn quá à. Tụi tao má ơi, cắt đồ môi cho má. Ơn ông. Nè, chung lên, bỏ tao bự nha. Tính ra tụi mình không gặp thì thôi, chứ mỗi lần gặp lại là đi cà phê rồi ra quán người ta ồn ào. Ê mà vậy cũng vui các bạn, tại vì cũng lâu lắm rồi tụi mình chưa có những dịp mà có thể cười nói thoải mái như thế này. Và cũng có thể là sau này mỗi lần muốn gặp nhau cũng khó nữa, cho nên là tụi mình rất là trân trọng những khúc này luôn. Ok, mình đã make up xong rồi, bây giờ là 7 giờ rưỡi luôn rồi các bạn, gần 8 giờ rồi, thôi mình tranh thủ nha. Mình thay cái đầm kia ra rồi, tại vì thời tiết hôm nay nó lạnh dữ dằn, cho nên mình mặc một cái áo khoác dày luôn cho hồi nó sẽ vừa ấm hơn nha. Ôi mà khoan, trước khi ra đường là mình phải xịt miếng dầu thơm các bạn. Mình ra đường là mình phải mít cúc và mình phải thơm mình mới chịu á. Cái mùi này nó ngọt ngay luôn. Oh, quên. Có đồ ngon là mình sẽ giới thiệu cho các bạn liền. Đây là cái chai dầu thơm của hãng dầu thơm đến từ Deco nè, mình mới vừa sắm luôn. Cái mùi nó rất là ngọt và rất là nữ tính luôn á. Hôm bữa mình mua mình để trong cái hộp rất là to này các bạn. Nhìn nó rất là lịch sự và kiểu như là nó trân trọng cái người mua, cái người nhận luôn ấy. Mình thấy rất là thích. Đây là một chai 100ml, nó rất là to và nó bằng mũi nha các bạn. Bởi vì là mình bỏ vô vali hay là mình bỏ vô túi xách sẽ không lo nó bị bể đâu. Đây. Và cái mùi hương của nó là nó rất là ngọt. Nó và cực kỳ nữ tính luôn, dành cho những bạn nào mà bánh bèo nè, xịt cái này ra đường tôi bảo đảm là nó sẽ rất là dễ thu hút người khác luôn bởi cái mùi thơm của mình ý. Tính ra là mình xài không dài rồi, bây giờ mới nhớ ra để quay cho các bạn xem. Đây là mùi có tên là Share Love nha. Mà nếu như những bạn nào mà không thích mùi ngọt, thích những mùi khác thì đừng lo, các bạn cứ lên web đi. Đây là dòng mới ra của hãng luôn, sẽ có rất là nhiều mùi hương cho các bạn lựa chọn. Mình thì thiên về nữ tính ngọt ngào, cho nên mình sẽ chọn em này. Đây sẽ là bảo bối mình sẽ luôn đem theo bên mình luôn. Rất là thơm, thật sự thơm lắm luôn á. Siêu recommend mọi người mua thử nha. Và đây là phiên bản mới của hãng ấy, các bạn có thể vào link để các bạn ví dụ không muốn cái mùi ngọt thì vẫn còn những cái mùi khác cho các bạn lựa chọn nha. Ok, xong rồi bây giờ mình đi đây. Bây giờ là trễ lắm mà nó ra sợ hồi ngồi chơi không được nhiều hết trơn. Hên là hồi nãy tại lạnh cho nên là tôi hai bộ đồ này ra luôn, chứ không hồi là một hồi là tôi không giống ai luôn á. Ai cũng mặc đồ bình thường hết trơn. Quay tam lát hồi nãy nghe, muốn ghi hình lại một cái khoảnh khắc nó chiêu chiêu mà nó không chiêu nổi rồi.
Lúc này là tụi mình sẽ đi vòng vòng và sau đó sẽ về nhà. Đây là thói quen đó giờ của tụi mình rồi. Cứ ra đường á, dù đi đâu là khi đi về cũng phải đi vòng vòng một cái rồi mới về tới nhà. Thôi mình cũng sẽ kết thúc clip tại đây luôn. Không biết những khoảnh khắc này khi nào tụi mình sẽ còn được gặp lại nữa. Tại vì sau này ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng của mình hết. Thôi tạm biệt các bạn nha. Bye bye.